với cúng cái đấy cũng có đó. Cái đấy là cũng người ta đến là ví dụ có một con cháu nào hoặc là các bác các cụ nào ốm ấy, ốm là người ta cúng, là người ta sẽ đi làm cái mẫu thiền đấy. Và có hai người có bao giờ anh kể một chút nào về 12 cái này tượng trưng cho 12 tháng trong một năm không? Không có bao giờ thấy ông bà nói không? Không, chưa cái đấy đâu. Cái này là 12 mâm lễ dâng lên 12 vị thần thì người ta có 12 cái này. Khi cúng xong thì sẽ mang các bản dân tộc Hán, người ta ví là bốn góc là bốn phương trời, bốn phương tám hướng. Chùa bản này là vị trí bản lên đây thì đi cắm cái này bốn góc ấy, là người ta biết là bản này có kiêng kỵ là cấm ở ngoài bản. Nói chuyện vui thôi, không thu đâu, anh cho nói đâu. Cấm trong bao lâu anh cấm này? Trước là cấm 3 buổi. 3 buổi có nghĩa là mình bắt đầu cấm từ chiều nay thì hết ngày mai là phải đi rút đi. Cắm cái này thì cắm cái ta leo là người ta phải treo một cái lá xanh ở đây bằng lá gai hoặc cái gì đấy. Có nghĩa là cái lá gai lá xanh ở đấy là ví dụ người ta nhìn vào cái lá treo ở đây là cái lá đấy còn xanh tươi là cái này vẫn có hiệu lực. Khi mà người ta đến xem là qua khoảng 2 đến 3 ngày là cái lá treo ở đây nó sức khô, nó khô là lâu rồi thì nó cũng có hiệu lực, nữa là không cấm được. Là như thế. Vâng, cái này cũng không 3 ngày. Ở đây nhất là mình tổ chức cái ta leo này không phải nhất thiết là cúng này đâu, cúng nhiều cái cúng không phải làm. Ví dụ như là người mất ở trong bản ấy là những nhà khác. Những nhà cho em hỏi lốt câu này thôi, tức là tại sao lại có 5 cúng bò, 5 cúng lợn? Tức là bò thì có gì quan trọng hơn lúc đấy bản có sự kiện gì lớn nên ra làm sao mà phải có nghĩa là như hiện nay là đã lâu rồi mình không tổ chức ấy thì bắt buộc phải cúng bằng bò vì lâu rồi. 11 năm. Nhưng mà mình cũng thường xuyên thì không cần cúng bò mà chỉ có lợn thôi. Bao nhiêu con lợn? 6 con. Nhưng mà 13 con gà. Lâu rồi thì cũng thì mong muốn là tổ chức lại cái lễ này để cho bản thì mình cũng lên ý kiến với bà con là thảo luận là đóng góp như nào. Ngày xưa thì đóng góp bằng gà ấy. Ví dụ lợn thì nhà nào có lợn con nha thì 3-4 hộ kia là phải đi làm công giả. Ví dụ nhà này cũng đóng gà nên mà đi làm giúp nhà này một ngày công, người ta thấy như thế. Nhưng mà hiện nay thì cũng hiện tại thì để mà đóng góp như thế thì nhiều người gà nó bé gà nó to là quan điểm đồng đều thì cũng là đóng góp bằng tiền để mà mua gà và mua tre 30.000 thôi cùng nhau ra góp sức để làm nó. Nếu mà nhiều quá đây nó thừa ra thì mình cũng lãng phí, thì mình cũng lúc tính đi họp bàn với nhau là bây giờ mua tre là mỗi cái bằng này là tổng khoảng 30 cái tre để hết người tiền, mà khoảng đang ý định là cũng kế hoạch là lên xem bên đoàn bao nhiêu khách hiện các đoàn ấy, xong là xã bản ấy tính đầu hộ lên thì đấy, người thì và văn công văn nghệ gì đấy để chào mừng những lễ này thì mời các chị em ấy thì mình cũng phải tính dư ra. Thì lúc đầu là 25 hơn thôi, nhưng mà khi tính số lượng của như các đoàn đến nhiều như này thì tôi đồng chí trưởng bản là với các đảng viên thì với các ban ngành của bản ấy thì thống nhất là phải làm để nó nhưng mà nó đang bị hạn chế một chút là cái chỗ để tổ chức cái nhà cộng đồng thì có nhưng mà nó không thể chứa được 30 nhân khẩu thì nhà văn hóa cũng đã có rồi. Thì đang kế hoạch là trước hết là cái xếp vào nhà thôi, xong lấy sửa thì ra nhà đồng chí công an viên, nhà đồng chí công an viên ở bên cạnh cho nó gần nhiều mà đi lại trao đổi nhau xong mà cũng phải có kế hoạch là như cúng xong là các đoàn là phải ra khỏi bản và chính quyền bản sẽ đi cắm cái này là cấm trong vòng bao nhiêu giờ bao nhiêu ngày. Và cũng bây giờ cũng thay đổi thì trao đổi với thầy với là các cụ già lại trong bản là bây giờ thầy buổi nó
triển, để mà cấm kỵ như ngày xưa thì nó cũng không được. Thì khi mà khấn ở trong này, khấn cúng ở đây thì cũng ý kiến với thầy là thầy cũng khấn xin phép luôn là các cụ, các thần linh là mình chỉ cần kỳ lấy của bản thân mình thôi, còn các con các cháu bây giờ xã hội nó phát triển để kiếm kỹ như ngày xưa thì nó hơi khó. Ví dụ như bản Mô chúng tôi là bây giờ đường xuyên suốt của lên xã, liên xã không có và nhà trường mở trong bản, nhưng mà mình cấm như thế thì các hoạt động của các nhà trường bị hoãn trễ thì nó không được, ảnh hưởng đến học hành các cháu nó không được. Cũng phải thông cảm và khi khấn là mình cũng phải xin phép luôn, xin phép các thần linh là cái phần kiêng kỵ cấm kỵ này thì có gì thông cảm, gọi là các thần linh ấy, có nghĩa là các thần ấy tự kiêng lấy bản thân và cái hành động của các con ấy ra trong bản thân bỏ qua ấy. Ngày xưa ai xâm phạm phải đền đốm, làm lại đấy, làm lại đấy. Đây đốm mua bò nhưng mà các kiêng thì có bò ngày mai thì đã kiêng cũng xong là khu bàn là bà con này nam nữ các thứ là không được vào khu vực này, là muốn làm ở nhà cấm.